sẽ là siêu nhân cứu hộ của thế kỷ 21 nếu như nắm chắc trong lòng bàn tay 10 skill thoát hiểm thân sâu trong các tình huống nguy cấp sau đây. Bóng bay của cháu đây. Gió to quá. Chú ơi, có một cây kem khổng lồ đang tiến tới đây thì phải. Không, đó không phải là cây kem khổng lồ cháu ơi, mà là một cơn lốc xoáy đang tới đấy. Bị kẹt trong cơn lốc xoáy rồi. Tuy đây chỉ là tình huống giả dụ thôi, nhưng nếu như bạn rơi vào trường hợp đó thì bạn sẽ làm gì? Khóc to lên, trú mưa dưới gốc cây thôi, hay trú mưa trong nhà kiên cố? Hãy nhanh trí, nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn ngay lập tức nha các bạn ơi. Đó là các căn hầm trú ẩn hoặc các căn nhà kiên cố. Tìm đến những nơi trũng hơn, thấp hơn để ẩn nấp. Ngoài ra, chúng ta tránh xa những nơi có cây cối cao, cột điện, bảng quảng cáo lớn vì chúng có thể bị đổ gãy và gây nguy hiểm cho chúng ta đấy. Mùa hè cũng là mùa mưa đến rồi, các bạn lưu ý điều này nhé. Tiếp theo là một tình huống hú hồn con trồn mà những bạn nào vừa được giấy khen xong nhất định phải biết đó. Ở đây có 3 người đang thay đồ. Theo bạn thì ai đang gặp nguy hiểm trong trường hợp này? Rõ ràng có giấy khen là học sinh giỏi thì phải biết chứ. Trường hợp 3 là không an toàn một chút nào, vì vậy chúng ta không nên thay đồ ở nơi công cộng, nơi đông người. Nếu như trong trường hợp bắt buộc chúng ta vẫn phải thay thì nhớ bảo vệ vùng riêng tư, đừng để người khác nhìn thấy. Hãy đi vào nhà vệ sinh để thay đồ nhé. Khi thay đồ, hãy cẩn thận nhìn xung quanh. Nếu như phát hiện có người lạ đang chụp ảnh, quay lén hoặc nhìn trộm lúc chúng ta đang thay thì hãy hét lớn lên để mọi người tới giúp bắt kẻ xấu lại. Mới chỉ tưởng tượng tới đó thôi mà thấy rùng hết cả mình rồi. Nhưng mà còn một tình huống nguy hiểm không kém mà bạn nhất định nên biết đấy. Hành động nào không nên làm sau đây? Chơi khăm người khác hay còn gọi là tròn tròn Việt Nam đó. Hay ném đồ vật từ trên cao xuống. Ôi trời ơi. Trên đều tuyệt đối không nên làm. Thứ nhất, chơi khăm người khác là không tốt, đặc biệt là một số trò chơi có thể gây hại cho người bị trêu. Nó không những làm người khác sợ hãi mà còn có thể làm họ bị thương nữa. Các bạn đã bao giờ trải qua những trò đùa như vậy chưa nhỉ? Hãy báo ngay cho ba mẹ biết nếu bạn bị ai đó chơi khăm với những trò đùa ác ý nhé. Thứ hai là ném đồ vật từ trên cao. Đây là hành động cực kỳ đáng báo động. Cho dù là hòn đá nhỏ xíu, nếu rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây tổn thương không hề nhỏ đấy. Vì vậy hãy nhớ, đừng bao giờ ném đồ từ trên cao xuống nhé. Biết đâu ở dưới là người đang đứng thì sao? Hành động đó vừa làm họ tổn thương mà cũng gây mất lịch sự nữa. Vì thế, nếu như bạn có rác thì hãy bỏ vào thùng, hãy là người văn minh. Bạn biết không, hàng triệu trẻ em trên thế giới đã thoát khỏi kẻ bắt cóc vì biết đến điều này. Hãy cùng nhanh trí trả lời câu hỏi này nhé. Wow, một rương đồ chơi, đúng thứ mình thích rồi. Nhưng trong này có một thứ không an toàn một chút nào, bạn có thể phát hiện ra nó không? Gấu bông thì thật là dễ thương đấy, nhưng các bạn ơi, hãy lưu ý nhé. Ở đây có một con gấu bông có gắn camera kìa. Người xấu có thể đặt camera giấu kín vào bên trong đồ chơi để có thể theo dõi bạn, rồi có thể vào nhà trộm đồ hoặc bắt cóc chúng ta. Chúng ta biết rõ ràng đây là những hành vi vi phạm pháp luật và gây hại cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta chưa bắt được đích danh chúng. Mà để ngăn mối nguy cơ đó thì chúng ta, mỗi bản thân hãy cẩn thận và nhắc nhở ba mẹ mình luôn kiểm tra các món đồ chơi khi mới mua về nhà nhé. Tuyệt đối không được nhặt đồ chơi, gấu bông ở ngoài đường về đâu. Chúc mừng, bạn vừa nắm được một bí kíp vàng trong tay. Tiếp theo là bí kíp gì đây? Bạn có thể trở thành siêu sao trong lớp nếu như nắm được các skill này. Nhưng bạn cũng có thể mất mạng ngay tức khắc nếu như bắt chước chúng. Hãy xem đó là những hành động nào nhé. Đi trên lốp xe này. Quay đều, quay đều, quay đều, như hồi những vòng xe. Và đu dây thân sâu. Nếu vũ trụ ngừng trôi, nếu trái đất này ngừng quay. Chúng ta không nên bắt chước người nào.
Biết là nghỉ hè vui banh nóc rồi đấy, nhưng cả hai hành động trên chúng ta đều không nên bắt chước, bởi vì chúng không hề an toàn một chút nào, chỉ có vận động viên chuyên nghiệp hoặc người luyện tập lâu năm mới có thể thực hiện được. Mặc dù ai ai nhìn thấy cũng thấy rất là hay và độc đáo, nếu như mình có thể thực hiện các skill này hẳn là sẽ ngầu nhất lớp mới đây. Nhưng khoan đã, tuyệt đối không nên bắt chước theo nếu không muốn bị thương nhé. Trên thực tế, có những bí kíp mà ai cũng cần phải biết để không bị say nắng say nóng giữa mùa hè nắng gay nắng gắt như thế này. Bạn ơi, hãy xem ngay để bản thân luôn được an toàn nhé! Trong trường hợp dưới đây, ai có thể bị say nắng? Rõ ràng một người mặc quần áo cộc như thế này có khả năng say nắng rất cao rồi. Vì vậy, khi đi ra ngoài, trời nắng to, cần mặc áo chống nắng, đội mũ hoặc là che ô và có thể dùng kem chống nắng nha các bạn ơi. Nếu mà thiếu những đồ vật đấy thì chúng ta rất dễ bị ốm. Hơn nữa, ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu trực tiếp vào làn da của con người, từ đó hấp thụ tia UV rất có hại. Rất nhiều người đã quá chủ quan nên bị ngất xỉu giữa đường đấy. Bạn có phải là bà con họ hàng với siêu nhân không? Hãy mặc quần áo vào nhanh đi và đi giải cứu một người sau đây. Vì trong này có một người có thể đang gặp hiểm nguy, hãy ra tay trước khi quá muộn nhé! Người vừa sạc vừa chơi game hay chạy le cả lưỡi? Này này, mùa hè đến là mùa cầm điện thoại đúng không? Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, biết là nguy hiểm đến mức nào không? Hãy dừng lại ngay việc này nếu bạn hoặc đã và đang làm nhé. Rất nhiều trường hợp điện thoại phát nổ khiến người dùng bị thương vô cùng nặng rồi. Chắc hẳn bạn không muốn là nạn nhân tiếp theo chứ. Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn nha. Ok, chú ý nhanh trí. Thì cứ đồng ý với việc không vừa sạc vừa xem nữa đi. Mấy cái đó EZ game quá, còn cái nào nữa không chị? Đó là sức mạnh tàn phá khi mẹ thiên nhiên nổi giận. Em biết con tàu Noe không? Biết trận Đại Hồng Thủy không? Đấy là một sự tàn phá kinh khủng khiếp hoảng hốt do mưa lũ đem lại đấy. Hay thực tế hơn là mưa lũ triền miên gây thiệt hại nặng nề cả về kinh tế cũng như tính mạng của biết bao nhiêu con người. Không chỉ ở Việt Nam mà cả Dubai còn dính chưởng nữa cơ. Vậy nên trong tình hình thời tiết ẩm ương như hiện nay thì việc chủ động trang bị cho mình những kỹ năng vượt lũ, thắng mưa, đảm bảo an toàn mạng sống quý giá là điều rất quan trọng. Vậy những kỹ năng vàng đó là gì? Nhanh trí sẽ bật mí sau câu hỏi này. Khi có nước lũ tới thì chúng ta nên làm gì? Bơi luôn sợ gì? Di chuyển tới nơi cao hơn hay ngắt nguồn điện? Ngay khi phát hiện chuẩn bị có nước lũ thì chúng ta nên nhanh chóng di chuyển tới nơi cao, nhắc nhở cha mẹ ngắt hết các nguồn điện để đề phòng trường hợp cháy nổ hoặc rò rỉ điện nhé. Những nơi cao chúng ta nên đến như tầng thượng hoặc mái nhà và phát tín hiệu để cho đội cứu hộ dễ dàng tiếp cận. Lưu ý tuyệt đối không được đi bộ hoặc bơi qua dòng nước đang chảy mạnh, bởi ở các vùng sông lũ nước rất sâu, nước lũ có thể cuốn băng đi cả mấy cái ô tô, chứ nói gì là con người nhỏ bé. Đặc biệt khi mùa hè tới là lúc chúng ta vui chơi giải trí, thì đối với các bạn ở miền Trung phải gồng mình chống chọi các cơn bão ồ ạt ghé thăm, điều này là rất cần thiết cho những bạn ấy. Vì vậy mong là video này của Nhanh Trí sẽ được chia sẻ và nhiều người biết đến để giúp các bạn ấy có thêm kiến thức bảo vệ bản thân và gia đình. Trái ngược với những bí kíp tưởng chừng như đã đủ an toàn cho chúng ta rồi, nhưng lại có một sự thật đau lòng mà có thể bạn chưa biết sau đây. Mỗi năm trên thế giới có khoảng hàng chục nghìn người không qua khỏi vì bị sét đánh. Điều này thực sự rất đáng báo động và thương tâm. Đến giờ phút này, bạn nào chưa biết các kỹ năng an toàn khi trời có dông sét và đặc biệt đang đi ra ngoài đường thì nhất định không thể bỏ qua câu hỏi tiếp theo đâu. Đi ngoài đường mà gặp sét đánh thì chúng ta nên làm gì để an toàn nhỉ? Này này, mưa to rồi đấy, sấm sét đi đùng, kinh hồn bạt vía quá kìa. Hãy chạy ngay đi, mà nhớ là chạy tới chỗ trú mưa, những ngôi nhà kiên cố, có cột chống sét nhé. Và nhớ là không nên dùng điện thoại, tuyệt đối không đứng dưới các gốc cây to và tránh các vật có kim loại như là xe máy, xe đạp, những hàng rào sắt, những thứ có kim loại như vậy. Thần sét rất thích đấy. Ngay trong mấy tháng đầu năm 2024 này, một vài nơi ở miền Bắc đã xảy ra mưa to gió lớn, có nơi còn có mưa đá, khiến một số người không may bị sét đánh và ra đi mãi mãi. Biết là không ai muốn đấy, nhưng xảy ra rồi khiến người ở lại đau lòng và thương tâm quá. Kỳ nghỉ hè bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, mùa mưa dông còn rất nhiều, kèm theo sấm sét còn tiếp diễn, đừng để làm sao bạn nhé!
Vậy còn những kỹ năng an toàn xung quanh cuộc sống của chúng ta thì như thế nào? Nếu như nhà bạn nào có ô tô thì nhất định phải biết đến câu hỏi tiếp theo này. Nếu không may bị nhốt trên xe ô tô thì chúng ta nên dùng cách nào để thoát hiểm nhanh nhất đây? Khóc và la hét lớn lên, bấm còi và xi nhan hay đập vỡ cửa kính? Các bạn ơi, ở đây sẽ có hai đáp án đúng, nhưng đầu tiên hãy giữ bình tĩnh. Đây là cách tránh hoảng loạn gây mất sức. Hít hà một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh nhé. Sau đó tìm búa thoát hiểm để đập vào cửa hai bên xe. Tiếp theo hãy thử mở cửa sổ và cửa chính ô tô. Trong trường hợp có cửa sổ có thể mở được thì chúng ta có thể vươn người ra khỏi cửa để kêu gọi sự trợ giúp. Ngoài ra, các xe ô tô đều thiết kế có lẫy mở khóa từ bên trong tại mỗi cửa lên xuống. Kế đến, hãy bấm còi xe để phát ra âm thanh thu hút sự chú ý từ người xung quanh. Đa phần còi xe được lắp đặt giữa vô lăng của xe hoặc bấm nút đèn cảnh báo nguy hiểm với ký hiệu hình tam giác buồng lái. Cuối cùng là đập mạnh vào cửa xe hoặc có thể dùng giấy bút viết thật to vào giấy chữ cứu và gắn vào cửa kính để kêu gọi sự trợ giúp bằng mọi cách nhé. Bạn nào chưa biết có thể quan sát kỹ trong hình hoặc hỏi ba mẹ nha. Vì nhiều trường hợp đáng thương đã xảy ra nên nhanh trí phải chia sẻ để mong muốn các bạn luôn được an toàn. Chưa hết, giả sử bây giờ bạn đang ngồi học mà cháy xảy ra. Ôi băng hỏa tới, khói đã bao trùm toàn bộ căn phòng khiến bạn không thể phá cửa chính và cửa sổ nữa rồi. Điều chúng ta cần làm bây giờ là gì để tự cứu sống chính mình đây? Nguy cấp lắm rồi, nhưng trong trường hợp này, bình tĩnh vẫn là trên hết. Sau đó, cần cúi thấp người sát mặt đất hết mức có thể để tránh nhiễm độc khói rồi di chuyển dần dần nhé. Vì khói nhẹ hơn không khí, đa số các vụ hỏa hoạn đều do ngạt khói chứ không phải do bỏng đâu các bạn ơi. Nếu được, hãy nằm và lăn. Bỏng có thể chữa trị, nhưng ngạt khói thì không thể cứu nổi nữa. Ngoài ra, hãy nhanh chóng tìm một mảnh chăn, nhúng nước ướt rồi phủ lên người, dùng làm khẩu trang để không hít phải khói hoặc bị bén lửa nhé. Bởi khói sẽ bay lên cao. Gần đây, bà Hỏa đang nổi giận khắp mọi nơi. Nhanh trí rất mong tất cả các bạn luôn an toàn. Vì thế, hãy chia sẻ để giúp đỡ những bạn nào chưa biết nhé.